Lai Phượng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt Face TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trở lại với chương trình Việt Face Show. Thưa quý vị, tại trong khán phòng của ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi có một vị khách rất là đặc biệt mà tin rằng Cao Lai Phượng có được một cái hân hạnh là được quen với chú đã rất một thời gian rất là lâu, nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị, lần đầu tiên đặc biệt là Cao Lai Phượng ngồi tại khán phòng này để mà được trò chuyện cùng chú, một người rất là được quý vị yêu mến. Và thưa quý vị, người mà chúng tôi sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay đó là nam nghệ sĩ MC Nam Lộc. Trước hết cho Cao Lai Phượng xin kính chào chú và chào chị Kim Hoàng. Vâng, Kim Hoàng cũng xin kính chào chú Nam Lộc và rất là hân hạnh được chào đón chú Nam Lộc trong phòng thu hình của Việt Face TV ngày hôm nay. Kính chào Caroline và kính chào quý vị khán giả. Vâng, chúng tôi cũng xin được gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả của Việt Face TV và đặc biệt là hai cô cháu của tôi, cô Caroline Phượng. Phượng nói đúng, chú cháu đã quen khá lâu rồi. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên mới được cô cháu cho lên chương trình để mà phỏng vấn. Gửi lời chào đến Kim Hoàng và cũng xin được chúc mừng sự thành công và gọi là tiến bộ mỗi ngày một gọi là tăng trưởng của công việc làm của Vietface. Và có lẽ cũng nhờ sự cố gắng và kiên nhẫn của các cháu, xin được chúc mừng cháu và toàn thể các anh chị em hợp tác cũng như là quý vị cộng sự viên. Vâng, kính thưa chú Nam Lộc và thưa Cao Lai Phượng, giống như chú Nam Lộc vừa mới nói thì thật sự Vietface cũng đã bước đi một cái bước khá dài trong vòng 4 năm vừa qua. Và để có được một cái thế đứng như ngày hôm nay thì nếu như mà chỉ có bản thân của Kim Hoàng là hoặc những anh chị em trong đài thì chắc chắn là không làm nên được một Vietface TV. Mà đã có sự ủng hộ của rất nhiều những người, trong đó là chú Nam Lộc là một trong những người ủng hộ tinh thần cho Vietface TV rất là nhiều. Ngay từ ngày đầu tiên mà Vietface TV được thành lập cho tới ngày hôm nay. Nhắc đến kỷ niệm này thì hai chị em mình ngày hôm nay, thưa chú, là trước khi mà mình đề cập đến một cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chú thấy cháu và chị Kim Hoàng ngồi hai bên của chú là chú mới biết là hôm nay là coi như là hai chị em sẽ coi như là khai thác chú cho quý vị đủ thứ về quý vị. Rất là thoải mái, cuộc nói chuyện của ngày hôm nay rất là thoải mái. Thì thưa, cũng như chị Kim Hoàng vừa đề cập đến thì quả đây là một cái kỷ niệm và một cái gọi là một cái duyên. Bởi vì ngay từ cái ngày đầu tiên mà Vietface TV gặp rất là nhiều khó khăn thì chú cháu đã gặp được chú Nam Lộc. Và chú đã ủng hộ tinh thần cho tụi cháu rất rất là nhiều. Bởi vì chú cũng biết là cái đài truyền hình của chúng ta, Vietface TV, là đài Việt Nam đầu tiên của Úc Châu. Và nó rất là gặp rất là nhiều khó khăn trong cái buổi ban đầu. Thì ngay cái thời gian ban đầu đó thì chúng cháu được gặp chú. Và phải nói là nếu mà Vietface TV được thành công và được phát triển như ngày hôm nay thì không thể nào không nhắc đến chú Nam Lộc. Cô Cao Lai Phượng khéo nói và nói quá lời. Cảm ơn cô. Thực sự, thưa quý vị, đây không phải là cái đài truyền hình đầu tiên mà tôi có cơ hội được giúp đỡ và góp ý kiến với các em. Bởi vì bên Hoa Kỳ có những đài như là Việt TV, bài SBTN, rất nhiều đài khác truyền hình ở bên đó. Cái quan trọng là bây giờ là lúc mà những người trẻ, thế hệ trẻ đứng lên, những cái tiến bộ về kỹ thuật, những cái sự hoạt động liên hệ với cộng đồng, nếu mà chúng ta không hỗ trợ các em thì tôi nghĩ rằng các em sẽ khó khăn hơn và đôi khi có thể các em sẽ không làm đúng theo cái ý hướng của cộng đồng mình. Cho nên tôi vẫn quan niệm là không có cái gì quý giá để trả ơn những người đi trước bằng cách là hướng dẫn thế hệ đi sau. Thì trong cái quan niệm đó, Vietface TV là một trong những đài truyền hình mà bất cứ đài truyền hình nào mà cần đến sự tiếp tay của tôi cũng sẵn sàng. Vâng, rất là cảm ơn Caroline Phượng và Kim Hoàng đã cho phép tôi được đến chia sẻ tâm tình với quý vị trong ngày đầu năm, trong mùa xuân sắp tới của chúng ta. Thưa chú Nam Lộc và thưa Cao Lai, nếu mà cháu nhớ không lầm đó, khi mà chúng cháu gặp chú cách đây 4 năm thì lúc đó chú Nam Lộc vẫn còn là một viên chức của chính phủ. Và cái thời gian mà chú dành cho truyền thông cũng như là dành cho những cái công việc cho thêm một cái lối nói và một cái đam mê của chú nó rất là hạn hẹp. Và hiện tại ngay tại thời điểm này thì chú con được biết là chú đã có rất là nhiều thời gian để dành cho Vietface và cho những cái đam mê về sau trong cái cuộc đời, những cái năm tháng sắp tới. Thì
toàn bộ thời gian hiện tại bây giờ có thể nói là Chú đã lên kế hoạch rất là nhiều trong những cái công việc sắp tới. Thì nhân cơ hội năm mới 2016 thì Chú có thể chia sẻ với quý khán giả của Việt Fay TV về những cái kế hoạch, những hoài bão nào mà Chú nghĩ rằng Chú cần phải làm ngay khi mà Chú được có một cái thời gian rảnh rỗi này hay không Chú? Dạ vâng, thưa quý vị, vào đề là cô đã khai thác. Dạ vâng, thì coi như là trước khi mà vào đề là cháu cũng đã nói rồi, hai người ngồi hai bên không phải vậy đâu. Dạ. Thì vâng, cảm ơn Kim Hoàng, Cao Lai Phượng. Thưa quý vị, tôi vừa về hưu sau hơn 40 năm phục vụ trong lĩnh vực di trú và tị nạn tại Hoa Kỳ, và đã chấm dứt làm việc vào tháng 10 vừa qua. Sau hơn 40 năm làm việc thì thưa quý vị, mở mắt cái cảm giác của tôi trong cái ngày đầu tiên mà về hưu thấy sự trống trải vô cùng. Mình vẫn thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, xong rồi chuẩn bị sửa soạn, đến sở lúc 8 giờ bắt đầu làm việc 8 rưỡi. Liên tục như vậy trong hơn 40 năm. Tự nhiên bây giờ mình mở mắt, thức dậy xong rồi cũng vẫn là 7 giờ sáng. Thế rồi thì mình thấy, ủa 8 giờ xong không đi đâu, thế rồi bây giờ mình làm gì để hết ngày. Thế rồi thì tôi vừa nói là cái sự trống trải lớn lao. Chính cái sự trống trải đó đã làm cho mình một cái kế hoạch để mà hoạt động. Và cái kế hoạch đó dĩ nhiên là tôi dồn hết cho những cái sinh hoạt. Cái đam mê của tôi là hoạt động cộng đồng xã hội. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là nó còn nặng nề hơn một chút nữa. Ngoài cái trách nhiệm đối với đồng đội của mình, như hôm trước có được chia sẻ cùng với anh Lưu Dân về cái những người thương binh, những người chiến hữu của tôi còn bất hạnh còn ở lại quê nhà. Tôi sẽ tiếp tay cho họ trong mọi lĩnh vực. Nhưng mà có lẽ cái trách nhiệm nặng nhất, như là Kim Hoàng đã nhắc lúc nãy, là trước khi mà mình không còn làm được gì thì mình hãy chia sẻ cho thế hệ sau này những cái điều mình cần chia sẻ, những con đường mình đã đi, những cái lý tưởng mình đã trải qua, những cái hoài bão mình đã ôm ấp. Bây giờ là cái lúc nếu mình dù có đạt được thì mình vẫn có thể tiến triển thêm, phát triển thêm. Thì không có ai gì, không có ai hơn bằng thế hệ trẻ, trong đó có con cháu tôi. Thì tôi có một cái kế hoạch là tôi sẽ đi nói chuyện. Ngày trước thì tôi nói ít, bây giờ thì có cơ hội được đi nhiều hơn. Tức là tôi không cần bận rộn với công việc. Thì tôi sẽ chia sẻ một trong những cái hoài bão lớn lao của tôi là làm thế nào mà tôi vẫn thường gọi là thách thức giới trẻ, là làm thế nào mà để rồi những người như tôi, như ông Lưu Dân hay là những người thế hệ trước đây, khi mà không còn nữa thì các em, các cháu vẫn đừng quên, vẫn đừng có đi là cái gốc gác của mình ở đâu, tại sao mà mình phải sống ở nước ngoài, tại sao các em, các cháu phải sinh ra ở nước ngoài, cái đất nước mình, cái hoàn cảnh, cái lịch sử của quê hương mình ra sao. Mình có bổn phận để cho thế hệ sau biết rằng cái cuộc sống lưu vong của người Việt nó từ đâu ra. Và quan trọng hơn nữa đó là mình đừng quên những người không may mắn hơn mình. Và đừng quên là cái tiếng nói của mình ở hải ngoại là nói dùm những người không được nói ở trong nước. Thì đối với tôi đó là những cái điều mà cần phải nhắc nhở cho giới trẻ. Và có nhiều người họ rất là hiểu biết nhưng mà có thể họ không nghĩ tới điều đó, hay là họ nghĩ tới một cách nó không có, theo tôi thì nó khác với con đường ý hướng của mình. Thì đấy là một trong những cái điều mà tôi hoài bão. Và trở lại với cô thì tôi tự sắp đặt cho mình một cái thời khóa biểu. Lúc đấy chia sẻ với Caroline Phượng, cô ấy hỏi là như vậy thì chú làm gì hàng tuần? Tôi bảo là ngày thứ hai là cái ngày mà ngày trước thì thường thường tôi phải đi làm, bây giờ tôi đi show, tôi về ngày thứ hai. Ngày thứ ba tôi dành cho bạn bè của chúng tôi, xoa mặt trược rồi đánh thù, phải có một cái gì đó nó vui đó, ngày đó. Ngày thứ tư là ngày mà mấy ông bạn già ngồi nhậu nhẹt tâm sự với nhau. Ngày thứ năm là ngày tôi dành cho cộng đồng, tôi dành cho TV, tôi dành cho truyền thông. Ngày thứ sáu là tôi lại tiếp tục đi leo máy bay. Dạ, vâng. Thì đấy là một cái sinh hoạt của một ông già 72 tuổi. Vâng, kính thưa, thưa chú Nam Lộc, chú vừa mới nói tới những cái kế hoạch, những cái hoài bão của chú muốn làm cho thế hệ sau. Thì trong cái công việc của chú sẽ làm trong bước đường sắp tới, thì theo chú nghĩ cái vai trò của truyền thông sẽ đóng một cái vai trò như thế nào trong tất cả những cái dự án của chú trong tương lai? Truyền thông người Việt ở hải ngoại đóng một cái vai trò quan trọng hơn bao giờ hết, là bởi vì nó làm cái gạch nối đến với những người đồng hương chúng ta cư ngụ ở khắp mọi nơi. Tại vì qua truyền thông họ biết tin tức,
qua truyền thông họ theo dõi những chương trình văn hóa nghệ thuật, và mình làm cho họ theo dõi mà họ không biết. Tôi nói giản, thí dụ như là tôi có một ông bạn lúc nãy gặp ở bên ngoài kia, ông nói nhà tôi hiện giờ bên Úc có hai đài, một bên là đài SPTN, một bên là đài Việt Face TV. Chúng tôi bây giờ we cannot live without it, tức là họ đã hiểu được cái tầm quan trọng, hay là họ, tôi không dám nói chữ mê, mà họ ăn quen rồi. Một cái món ăn mà chúng ta mới đầu giới thiệu thì họ thấy là lạ, khó ăn, bây giờ bắt đầu ăn quen rồi, họ không thể thiếu được. Mà chính cái đó là một cái phương tiện quan trọng để chúng ta có thể truyền đạt những điều chúng ta muốn nói một cách rất là nhẹ nhàng, êm thắm, nhưng mà nó rất là sâu thẳm. Cho nên đối với tôi, và cái điểm quan trọng thứ hai nữa là khi những cái lớp thế hệ của chúng tôi, của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, của anh Lưu Dân, của những người lớn tuổi không còn nữa hay không còn xuất hiện nữa đó, thì đó là trách nhiệm của các cháu. Bây giờ bao nhiêu đứa trẻ mà nó nói tiếng Việt dành như các cháu, làm thế nào các cháu đào tạo được các xứ ngôn viên nói những cái ngôn từ, những cái ngôn ngữ, những cái từ ngữ mình dùng nó không bị ảnh hưởng những từ ngữ ở trong nước chẳng hạn, để cho người xem không khó chịu. Thì nó cần các cái nỗ lực của các cháu. Mà với cái hoàn cảnh tài chính không được rộng rãi, có thể nói là eo hẹp, đâu phải là mình dễ thuê mướn những chuyên viên giỏi đâu, họ đâu có làm cho mình. Nếu không vì lý tưởng, họ để phục vụ những cái đài truyền hình khác, họ là những người làm chuyên viên kỹ thuật, thiếu gì chỗ cần họ làm. Thành ra đối với tôi đó, cái vai trò truyền thông rất là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là làm thế nào để chúng ta tạo được một cái thế hệ trẻ vẫn có mang cái lý tưởng đó và vẫn có thể nói được tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng đấy mới là một cái thử thách lớn lao. Vâng, với những cái thử thách mà chú Nam Lộc vừa mới nói, thì với một cái người có thể nói là chịu trách nhiệm khá nặng nề để mà giữ cái đài truyền, một cái cơ quan truyền hình hoạt động 24/7 giống như ngày hôm nay, thì quả là nó không dễ dàng. Chú cũng đã biết là qua những cái công việc mà cần phải nỗ lực, cần phải làm. Dạ. Tuy nhiên nó hơi một méo mó một cách nghề nghiệp chút xíu khi chúng ta nói về truyền thông. Thì cháu không biết là truyền thông cái truyền hình tại Úc và tại Mỹ, thì có thể nói là truyền hình Việt Nam tại Úc thì nó rất là mới, rất là non trẻ so với những cái đài truyền hình tại Mỹ. Tuy nhiên nếu mà nói về những cái phương tiện truyền thông khác là báo in, báo giấy hoặc là những cái radio, thì tại Úc và tại Mỹ có thể nói là cái thời gian nó cũng tương đương với nhau sau 40 năm người Việt định cư. Thì chú có một cái nhìn như thế nào giữa những cái truyền thông khác nhau, cái sự khác nhau giữa báo in và giữa truyền thông radio so với cái cuộc sống ngay thời điểm này? Điều rõ ràng và cũng đáng buồn là với cái sự tiến triển của khoa học, của kỹ thuật, thì báo in càng ngày càng ít người đọc, là bởi vì tin tức đi sâu hơn. Không phải họ ngại mua tờ báo, nhưng mà ngồi để mà đọc, phải tập trung vào thì cũng khó khăn hơn là đọc trên net hay là xem truyền hình. Đối với tôi, trong tất cả các phương tiện đó thì truyền hình là cái trực tiếp với người ta nhất. Ngày xưa chiến tranh Việt Nam, sở dĩ mà chúng ta bị thua thiệt rất nhiều là bởi vì truyền thông đã không có trực tiếp được những cái trận đánh oai hùng, những cái tâm tư của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi bây giờ những cuộc chiến tranh ở Trung Đông là họ có thể làm live được, họ nhìn thấy được sự thật, sự việc. Trong khi đó nếu mà gửi về cũng có thể bị bóp méo hay là bị người ta quên lãng. Đó là cái sự tại sao chiến tranh Việt Nam là như vậy. Cho nên hiện giờ với cái phương tiện truyền thông bây giờ thì nó rất là nhanh. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế giới là chúng ta có ngay. Vì thế, vì vậy cho nên báo in thì trả lời câu hỏi của cô thì chịu sự thiệt thòi đó. Nhưng họ cũng rất là nhanh. Mấy ông làm báo, ông ấy lanh lợi và ông ấy thông minh lắm. Cho nên họ nghĩ ngay đến cái chuyện online. Báo điện tử đó. Thì họ sẽ dùng Internet, và chúng ta bây giờ đọc, có thể nói là cô ở đây, cô đâu cần phải ông Nam Lộc gửi tờ báo Việt báo hay người Việt qua cho cô nữa. Cô bấm vào Internet là cô coi đầy đủ hết lên. Ông Nam Lộc viết bài gì ngày hôm qua đăng là ngày hôm nay có thể đăng trên đó được. Ngày xưa thì phải để chú gửi bỏ mail vào cho cháu nhé. Thì đấy là cái sự khác biệt. Dĩ nhiên là một sự thay đổi nào cũng có những người có được lợi và cũng có những người chịu sự thiệt thòi. Đó là cái sự thay đổi bình thường trên đời này thôi. Vâng. Coi như là trở lại với hồi nãy chú Nam Lộc có nhắc đến là chú và những người thế hệ đi trước muốn để cho những cái thế hệ tiếp nối liền biết được những cái truyền thống của người Việt Nam. Thì chẳng hạn thưa chú, là cháu ngồi đây thì cháu cảm thấy là mình cũng rất là hãnh diện là
nhờ những cái thế hệ đi trước mà cháu biết được những cái thông, những cái như là những bài hát hay của chú, những cái bài hát để đời của chú, những bài hát như là tự do tôi trả bằng nước mắt, hoặc là những bài hát Sài Gòn ơi vĩnh biệt, thì của Nam Lộc thì chỉ có những cái truyền thông hay là những cái để đời của chú, thì chúng cháu những thế hệ thứ hai thứ ba vẫn còn nghe, vẫn còn tiếp nối, vẫn còn biết đến. Thì thưa chú, hôm nay thì mình chuyển một cái gì đó cho nó thật là, cho nó vui nhộn hơn một chút xíu về vấn đề, thì cháu biết là nhân dịp xuân Bính Thân thì chú có mặt tại Sydney và bị hai chị em chúng cháu là coi như là bắt cóc vô đây để mà khai thác. Thì trong cái không khí Tết cũng như là cái cuộc nói chuyện của chúng ta về Tết, thì cháu muốn hỏi chú là một người nghệ sĩ thì thường thường Tết hay là những cái dịp lễ thì chúng ta hay phải xa nhà, và có khi chúng ta phải ăn cái Tết ở những cái tiểu bang khác như vậy, thì chú có những cái kỷ niệm gì về Tết chú có thể chia sẻ với khán giả? Kỷ niệm Tết thì vui cũng có, buồn cũng có, nhưng mà thường thường vui chúng ta không để ý hay chúng ta mau quên, chúng ta luôn luôn nhớ, nhưng buồn thì nó ghi khắc vào trong tim mình. Trong đời tôi có hai cái Tết thảm hại nhất là cái Tết Mậu Thân năm 1968, vâng, khi mà Cộng sản đã bất ngờ tấn công vào trong thành phố ở miền Nam và Huế, và nhưng mà đối với gia đình tôi thì ở miền Nam lúc đó, và nguyên cái dãy nhà của gia đình tôi đã bị đốt cháy, bị đạn là đốt cái cháy. Tết Mậu Thân là chú không có được cái Tết nguyên vẹn. Dạ vâng, không những phải có Tết nguyên vẹn mà còn bị mất mát nữa. Vâng, đây là một cái những cái Tết mà nhớ mãi trong cuộc đời của mình, và đặc biệt là một cái Tết đau đớn nhất của đất nước mình, và hàng ngàn người đã bị chôn sống ở Huế, hàng ngàn người đã bị mất nhà mất cửa, và đó là một cái Tết mà kỷ niệm mà cả thế giới ai cũng không thể không biết được. Còn cái Tết thứ hai thê thảm không kém, và tôi nhớ là cái Tết Bính Thìn. Năm nay là năm Bính Thân, tức là năm tuổi của tôi. Năm nay tôi bắt đầu, thưa quý vị, năm nay tôi là ông già 72 tuổi, mà các bạn nó vẫn... Nếu như mà chú không có đề cập tới cái vấn đề là bảy về hưu hoặc là 70 không, tuổi, không, kính thưa quý vị khán giả, kêu hoàng cứ nghĩ rằng... 60 à? Một người rất là trẻ trung. Người ta còn bảo tôi là 27, là tại vì thấy 72, nó kiểu nó đọc lộn. Thì tôi nói như vậy là tại vì nhắc đến cái Tết Bính Thìn 1975, thì năm đó vừa xuất trại, tôi xuất trại Pendleton vào khoảng tháng 10, thì trong một cái niềm cô đơn một mình, không có gia đình bên cạnh, không thân nhân, buồn tủi, thì tôi có vận động một cái cơ quan thiện nguyện mà tôi làm việc để tổ chức một cái Tết họp mặt cho đồng bào chúng ta ở ngay tại Los Angeles. Có nghĩa là một cái Tết đầu tiên, vâng, ở nơi xứ người. Ở hải ngoại, vâng, ở nơi xứ người. Và anh em chúng tôi tụm năm tụm ba, cứ vài trăm người ở tiểu bang này, vài trăm người tiểu bang khác, tổng cộng cũng qua được khoảng hơn 1.000 người. Một cái Tết mà không có hoa mai, không có bánh chưng, không có pháo, chỉ có ngậm ngùi và nước mắt. Cả 1.000 người ngồi đó ôm nhau khóc, rồi hát những cái bài hát để nhớ về quê hương. Đó là cái Tết Bính Thìn 1976. Có phải là vì những cái lý do đó mà cái bài hát Sài Gòn ơi vĩnh biệt nó đã được ra đời không, thưa nhạc sĩ Thanh Lộc? Bài hát cô lại đi vào một cái đề tài méo mó khác, nhưng mà tại nếu mà đã trả lời cái câu hỏi cô thì nó là vậy, dài hơn một tí, là bởi vì tôi không phải là một nó nhạc sĩ, một cái đúng công đúng, cô nói đúng. Nhưng mà nó không phải là vì cái lúc đó mà cái bài tôi lại không phải là nhạc sĩ viết nhạc. Chứ bây giờ tôi viết nhạc ở Việt Nam, tôi chỉ viết lời thôi, tại vì nhạc lý tôi chú luôn luôn kém. Chú nói là chú rất là kém là nhạc như lý vậy. Không là như vậy, nhưng mà thì cái bài hát là như vậy đó thì chú đã nhưng mà lập kỷ lục đó, không chú. Cái bài Sài Gòn Vĩnh Biệt mà tôi viết lúc đó ở trong trại tị nạn, thì hai em biết là tôi viết cái bài đó nó giống như là một cái lời an ủi cho mình đó. Nó bắt đầu nó nhen nhúm trong tâm tư tôi khi mà cái chiếc máy bay vừa cất cánh rời Tân Sơn Nhất, là tôi đã nhìn xuống dưới những cánh đèn le lói ở bên dưới khu Tân Sơn Nhất, là tôi đã thấy là mình đã vĩnh biệt Sài Gòn. Nhưng mà khi sang đến trại thì mình biết là cả gia đình mình kẹt lại, thì mình tự hát cho mình thôi. Không bao giờ tôi nghĩ là một bài hát để tôi viết. Nhưng cô Kim Hoàng nhắc cái yếu tố rất quan trọng, bài đó đã được cô Khánh Ly hát đầu tiên trong cái ngày Tết đó. Và khi mà hát như vậy rồi đó thì mọi người người ta ôm nhau khóc, và người ta
tự nhiên người ta lấy cái bài hát đó như là cái tâm sự của họ. Yeah. Có lẽ cái bài nó gần gũi với họ. Đã đi vào lòng người ngay từ cái lần đầu tiên mà được gửi đến. Thì đúng, đó cũng là một cái kỷ niệm và tôi không nếu mà cô không nhắc thì chắc tôi không giờ tôi nghĩ đến, nhưng mà đó là một kỷ niệm rất là đẹp nhưng mà cũng rất là buồn. Thế đấy là cái Tết mà có lẽ thể nói là hai cái Tết mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Vâng, thưa chú Nam Lộc và thưa Cao Lai, là chú cũng vừa mới nói rằng là chú đã lần đầu tiên tham dự một cái Tết của cộng đồng người Việt tại Úc Châu vào năm vừa qua trong cái chương trình để mà vận động một cái chương trình gọi là Thank You Australia. Và cái chương trình đó đã rất là thành công. Năm nay thì lần thứ nhì chú trở lại. So sánh giữa cái không khí Tết của cộng đồng người Việt tại Úc Châu đối với cộng đồng người Việt tại miền Nam California nói riêng hoặc là tại cộng đồng người Việt trên toàn Hoa Kỳ nói chung thì chú nhận xét là cộng đồng ở Úc đón Tết như thế nào thưa chú? Kim Hoàng nói đúng, tôi tham dự nhiều hội chợ Tết ở bên Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên ở bên Hoa Kỳ thì cộng đồng mình lớn hơn ở bên Úc hay là bên Canada rất nhiều. Nhưng mà chính cái sự lớn mạnh phát triển như vậy thì đâm ra nó lại họ bị chia ra làm nhiều tổ chức khác nhau. Cho nên khi mà đến Úc Châu đó, còn có cái sự thì, tập trung phải dạ vâng, đến Úc Châu tôi vẫn thường nói với tất cả các bạn bè tôi, tất cả những người nào mà đến Úc tham dự, chị Dương Nguyệt Ánh, cô Diệu Quyên, các nghệ sĩ mới nào đến Úc, tôi đều nói rằng là ở Úc Châu hay là bất kể những bạn bè tôi mới nói, tôi đều nói rằng ở Úc Châu cộng đồng người Việt tập trung và sinh hoạt trong những cái khu nó rất là thân mật. Tưởng tượng chúng ta đi đường phố đó là việc mình vòng tròn ở đó, nó giống như là tôi có nói với người ta là giống như là Little Sài Gòn mà không có đường lái xe. Tức là sao, chỉ có đi bộ không thôi đó. Cho nên người ta thân mật đến nỗi người ta có thể đưa tay ra để mà nắm tay nhau được. Mà víu lên nhau. Trong khi bên kia là phải đi xe, phải băng ngang đường mới gặp được nhau. Thì nó cái không khí nó cũng giống như hội chợ Tết cũng vậy. Đêm giao thừa có vào khoảng, thí dụ bên đó hiện giờ có khoảng 11 cái đài truyền hình địa phương. Đêm giao thừa tối thiểu là 10 đài truyền hình trực tiếp chương trình ở 10 chùa khác nhau. Dạ, có nghĩa là vẫn là một cái sự không hề tập trung. Dạ. Và nó chia ra nhỏ ra. Chia ra. Thì quá lớn, đúng như vậy. Phật tử của chùa nào thì họ sẽ thu hình những cái chùa đó vào. Cũng như chúng tôi nói thì đúng như vậy, giống như mình ở đây, tất cả mọi người tập trung vào chùa Phước Huệ, nếu mà là ở xứ thì thành ra không có đường đi và coi như là rất là cứng nhắc. Mà đó cũng là một cái điểm khác biệt giữa Úc Châu. Đó là như vậy. Mà nói lén các không có nói lén đâu, kính thưa chú, chứ đang nói trước mấy ngàn khán giả. Nói lén với các thầy ở bên chùa bên Úc á, là các thầy book ca sĩ trước cả năm rồi. Cái này là chính xác. Mà các thầy làm show nha, các thầy làm show, thầy book đích thân các thầy book. MC ai ca sĩ nào là các thầy book hết. Thành ra cái không khí nó cũng lạ lắm. Ở bên đây thì tôi thấy đa số là cộng đồng làm. Rồi ngay cả các chùa cũng do những cộng đồng hay có những Phật tử đứng ra để làm. Nhưng mà bên Mỹ thì khác. Bên Canada cũng khác. Bên Canada thì là Bicara có cái điểm đặc biệt mà tôi nhận thấy là đa số là các giới trẻ họ đứng ra để lãnh đạo cộng đồng. Và họ tổ chức hay lắm. Họ thay phiên mỗi năm họ đều mời một cái trung tâm ca nhạc và ca sĩ khác nhau. Gần như là họ muốn cho thay đổi đó. Vâng, thì mỗi nơi một cái không khí khác. Có nghĩa là không có bài cho bất cứ một cái cá nhân nào hết, họ cứ là mời. Dạ vâng, họ liên tục để mời từng ca sĩ. Đó cũng là một cái rất là hay. Mình nên học hỏi. Giống như chú Nam Lộc cũng biết, cũng mới vừa đề cập tới, thì ở Úc Châu thì nó có lẽ là cái tính cộng đồng nó mạnh hơn ở những cái chỗ khác. Bằng chứng một cách rất là cụ thể là hoạt động của tất cả các chùa hoặc là tất cả các tôn giáo đều được những cái ở chùa thì là Phật tử, ở trong tôn giáo thì các thành viên trong cộng đồng họ ủng hộ rất là nhiệt tình. Và ngày hôm nay thì trong thời gian những năm sau này thì quý thầy
cũng đã tiếp tay với Phật tử của mình vào những cái phong trào văn nghệ đó, cho nên nó làm cho cái chương trình văn nghệ, cái không khí văn nghệ nó rất hào hứng hơn, dạ, vâng. Mang tới cho mọi nhưng mà hiện giờ đến giờ phút này tôi chưa được thầy nào chống cả, thành ra các cô giới thiệu các nói là thầy ơi, ông MC Nam Lộc bây giờ ông mới về hưu rồi nhưng đó. Mà bây giờ con hỏi chú là chú nói là hơn 40 năm qua giao thừa nào chú cũng ở một cái chùa ở Nam Cali, như vậy thì nếu mà con đã nói một cái chùa nào đó ở Sydney bút chú vào đây giao thừa chú có mặt hay không? Dạ vâng. You never know, you never know. Mình cần thay đổi chứ. Biết đâu chú cần thay đổi. Đúng không, vậy, đúng vậy. Chú cần thay đổi cái chùa khác. Tôi có một cái nhận xét đối với đồng hương chúng ta ở Úc Châu. Nhận xét này nó là cái nhận xét riêng tư của tôi, nhưng mà có thể nhiều người theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ không đồng ý và cũng có thể nhiều khi công kích tôi. Nhưng mà cái tâm tư mình thì tôi nói ra là đối với khán giả bên Úc, với đồng bào bên Úc, bên Mỹ chứ, thì tôi có cảm tưởng như là nhiều khi họ cũng hơi khách sáo, giống như ông Bắc Kỳ. Còn ở Úc á, thì giống như người Nam á, họ thân mật. Họ nghĩ gặp, ra họ nói vậy đó gặp chứ. Họ ở ngoài đường, họ kéo tay, kéo chân, họ chụp hình, chụp ảnh một cách rất là thân nhật, như là quen mình từ lâu rồi đó. Rất là hiếu khách. Thì tôi vẫn cứ nói đùa, tôi bảo là tôi đến đây giống như là gặp những người bạn Nam Kỳ chân thật của tôi. Còn là mấy ông ở bên Mỹ như cái đi show cũng vậy. Người ta thích lắm nhưng mà vẫn có một cái sự... Một khoảng cách gì đó ngăn chặn họ lại và họ vâng, không có như vậy. Một cái sự thân thế thành ra nhiều người thì vẫn cứ cự tôi nhưng mà that's what I feel. Dạ. Vâng, kính thưa chú, hồi nãy có một cái câu hỏi nó còn đang rất là dang dở và nhân cái cơ hội rất là khó khăn, kính thưa quý vị. Hơn 4 năm Việt Pha được thành lập tại nước Úc, đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhạc sĩ Nam Lộc. Và đã nói là nhạc sĩ Nam Lộc thì chắc chắn là tất cả quý vị cũng phải công nhận là nhạc sĩ Nam Lộc đã có những cái bài hát đi vào lòng người. Khi mà một cái nhạc sĩ họ có một cái kho tàng, một cái kho tàng văn học của họ, có những người có lên tới 300 bài, 400 bài, 500 bài. Nhưng Kim Hoàng được biết là nhạc sĩ Nam Lộc của chúng ta chỉ có vỏn vẹn vài chục bài thôi. Yeah. Nhưng mà những cái bài chưa hát... Chưa đến 10 bài, dạ, cô thưa cô cho đến cái bài nào, chục. Bài nào cũng đi vào lòng người. Những cái bài hát của chú Nam Lộc đã thật sự đã làm cho mọi người rung động và nó đã xuất hiện rất là thường xuyên. Đặc biệt là trong những cái sinh hoạt cộng đồng tại Úc Châu, thì những cái ca sĩ tại Sydney hoặc tại Melbourne luôn luôn cất lên những cái bài hát. Và một trong những cái bài mà Kim Hoàng hầu như là nghe liên tục là những cái bài mà chúng ta vừa nói là Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Và bản thân của cháu, thực sự là cháu là một cái thế hệ thứ nhì. Những cái cảm giác đó, những cái cháu không tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra cho Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng mà khi nghe cái bài hát của chú Nam Lộc, và cháu có thể hình dung, có thể mường tượng ra cái cảnh, cái tâm sự và cái cảnh điêu tàn của Sài Gòn trong ngày hôm đó. Thì cũng qua một cái rất là hứng thú với bài hát, và cháu cũng có làm một vài cái research nho nhỏ. Thì cháu được biết là chú làm cái bài nhạc đó hoàn thành trong vòng 40 phút. Và ngay trước mặt quý khán giả của Vietfay TV, cháu muốn xác nhận lại cái thời gian đó có phải đúng như cháu đã tìm hiểu hay không thưa chú. Cô cắt của tôi hết 5 phút. Vậy là 45 phút. Tại sao lại tôi lại biết là 45 phút? Đó là như thế này, là vì anh bạn tôi ở chung, hai anh em share phòng, xong rồi anh ấy rủ tôi đi ra ngoài uống bia cho đỡ buồn. Thì tôi bảo tôi không có cái tâm trạng gì để mà đi nữa. Không, thực sự từ đấy đi mỗi cuối tuần rồi, nhưng mà tự nhiên hôm đó mình bảo không lẽ cuộc đời của mình sang định cư bên này chỉ có buổi sáng đi làm, xong cuối tuần đi uống rượu như vậy, nó trống trải vô nghĩa. Tôi bảo thôi, hay là anh ấy tên là một người đại úy cảnh sát tên là anh Cư, bạn thân, tôi bảo là thôi mày đi, tao ở nhà rồi có gì mình gặp lại nhau. Cái thì anh đi, tôi nhớ anh đi lúc đó là khoảng 8 giờ anh đi. Thì anh đi một hồi từ khoảng 8 giờ 40, 8 giờ 45 anh về đến nơi thì tôi đã viết xong bài hát rồi. Thì anh ấy bảo là ủa tao mới đi mà mày đã viết xong. Tôi bảo ừ, không biết tại sao niềm cảm hứng nào mà tôi viết xong. Thì anh ấy trở lại, anh bảo anh vừa đi ra ngoài thì anh thấy không có tôi đó. Anh lại cũng lại thấy buồn. Anh bảo ủa tại sao mình lại bỏ nó. Anh đi ra anh mua bia, anh đem về để hai đứa cùng uống. Thì tôi mới biết là 45 phút. Chứ còn không thôi tôi không để ý. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng phải cho nó công bằng là tất cả những cái chất liệu và thai nghén bài hát này nó có từ lâu rồi. Từ khi bước chân lên máy bay rời nước ra đi, rồi ở trong trại, sở dĩ mà chưa hoàn tất được ở trong trại là tại vì dù chăng sao chăng nữa trong trại vẫn có đông người Việt, vẫn có những cái sinh hoạt, vẫn có làm việc chung với nhau, vẫn trò chuyện, vẫn gặp gỡ. Nhưng mà khi ra bên ngoài này, bất thình lình
mình đang sống ở một cái môi trường bên cạnh những người đồng hương của mình, tự nhiên mình ở một cái nơi chỉ có một mình trống trải, bên quanh toàn là những người bản xứ, người ngoại quốc, lúc đó nó mới thấm. Từ cái thấm đó, cái nỗi nó thấm, từ đó tôi cảm tưởng tôi chép ra những cái gì mà mình đã thai nghén, nó nằm trong tim của mình thì mới viết được như vậy, chứ đâu tự, ở đâu mà ra viết được cái bài. Chỉ có một điều là khi viết được như vậy thì tôi chỉ có viết được một vài cái nốt để tôi đừng quên cái khung của cái bài hát, chứ còn tôi không đủ không sức nhạc để chép thành một bài hát. Dạ, vâng. Thế thì cái kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là khi anh chàng này về rồi đó, anh bảo rồi, trời ơi, bài hát không thể nào mà không đi sâu vào người thấm người được. Thành ra tại sao mình bây giờ không lên cái phòng trà Roosevelt của anh nhạc sĩ Huỳnh Anh, mình hát đi. Cái tôi cũng hứng đó, thấy anh ảnh khen anh khuyến khích quá. Từ lúc đó vào khoảng 10 giờ mấy giờ ngay trong đêm hôm đó thế thì hai anh em lên dạ vâng hai anh em lên cái phòng trà, nó nằm ở cái hotel Roosevelt ở trên đường Hollywood. Hotel đó rất là nổi tiếng, hotel đó nếu mà mình vào Google sẽ nhìn thấy là đây là hotel lịch, một cái landmark của Mỹ. Nó nằm trước cái trước mặt của cái Chinese Theater, là cái nơi mà vẫn thường tổ chức Oscar với lại tức là bên Nokia bên trước mặt đó. Thì hôm đó lên tôi còn nhớ là anh Hồ Xuân Mai đàn piano, anh Trung Nghĩa đàn guitar, nhạc sĩ Huỳnh Anh đánh trống. Thì tôi hát bài này, cái mọi người ở có dưới là lắng động hết. Dạ vâng, lắng động hết. Ngay cổng Huỳnh Anh đánh trống xong, ông ấy cầm cái tôi hát xong, cái ông cầm cái tôi còn nhớ ông dùi trống này, ông chọc chọc vào sau lưng tôi đó. Bài này có ai mày? Mày hát bài này có ai mày? Dạ em viết. Mày biết con mẹ gì? Mày viết con mẹ gì không? Đó là nguyên văn. Không ai tin dạ, cái bài hát. Tại vì đó là tôi coi là tôi biết nhạc mà ông Huỳnh Anh đích thân là ông nói ngay trên sân khấu. Cái xong cái lát đi xuống thì tôi bảo là em mới viết xong mà em không có biết được nhạc, chép được nhạc mà tối nay về nhà tao. Thì anh ấy, tôi về nhà ông Huỳnh Anh, ông ấy viết bằng bút chì. Bây giờ tôi vẫn cầm cái bản đó. Tôi sẽ gửi cho cô để chia sẻ. Cái bản đó chia là một sẻ. Cái tài liệu, một cái tư liệu rất là quý, một, phải không Caroline? Một cái kỷ niệm mà rất là lớn trong cuộc đời. 40 năm về trước. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay là mình khai thác được thêm rất là nhiều. Ngoài mà chị nói là chị khai thác 40 phút đó, nó đã hơi sai lệch chút xíu. 45 phút bây giờ chúng ta 45 phút. Và ngày hôm nay là chúng ta lại khai thác thêm được rất là nhiều. Vâng. Lần đầu tiên, theo cháu nghĩ là lần đầu tiên là một cái bài hát sáng tác và trình diễn trong cùng trong vài trong tiếng đồng hồ. Trong một đêm, đêm đúng không? Chỉ vài tiếng đồng hồ. Chị Kim Hoàng là chị cũng không không có biết, tại vì Cao Lai Phượng có một cái dịp là vừa vào năm ngoái là Cao Lai có qua bên Mỹ và có lại nhà của chú Nam Lộc ngồi chơi, thì chú cháu ngồi cũng tâm sự, thì Cao Lai đã khai thác rất là nhiều cái câu chuyện bí mật phải không, phía sau của những cái bài hát đó như thế nào. Như vậy thì có cái gì mình có thể bật mí ngày hôm nay nếu mà ngồi mà hỏi mà khai thác mà nói để cho khán giả nghe thì chắc là tới mai. Nói thật sự là vậy, bởi vì mỗi câu chuyện của chú Nam Lộc, mỗi bài hát là một câu chuyện, mà câu chuyện thật. Như câu vậy thì không nghe, Caroline nói cái yếu tố đó rất là đúng, là vì tôi lại cái người mà viết nhạc không chuyên nghiệp đó, thì chỉ có những cái xúc động thật mới viết được. Thí dụ bây giờ Kim Hoàng bảo cháu muốn chú đặt cho cháu một bài cho Vietfay TV là tôi là mà làm được tôi chết liền đó. Sorry liền là chứ không phải. Can do it. Nhưng mà những người professional thì họ feeling, họ là họ viết họ được ngay. Được. Những người như là nhạc sĩ Ngô Thủy Miên, Phạm Duy hay là ông anh Bằng, tức là mình cứ đưa ra họ feeling liền. Như vậy thôi chú. Trúc Hồ chẳng hạn, anh làm anh Trúc Hồ phải không? Chính vì cái cảm xúc thật đó cho nên mỗi bài hát mà chú cho ra lò, phải nói như vậy, thì tất cả những bài hát đó nó đều có cái story behind đó. Đi vào lòng của khán giả và cho tới cả thế hệ sau như tụi cháu. Như vậy thưa chú, cái story behind của cái bài mà cái nhạc ngoại quốc chú dịch ra lời Việt, Trưng Vương Khung Cửa Mùa Xuân, đó là cái story gì thưa chú? Cái bài đó đây gì? Là méo mó. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là phải có. Là một cái bóng hồng gì đó phải không? Dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên chuyện đó thì phải có rồi. Thì tôi cũng xin cảm ơn các cô Trưng Vương, các cô bạn thời trẻ của mình cho mình cái niềm cảm hứng đó. Nhưng mà thực sự cái câu chuyện bên trong đó thì có lẽ mình không thể nói được ở đây vì nó lẩm cẩm lắm. Nhưng mà đúng như là Caroline, và một bài hát nhạc ngoại quốc, bài đó có tên là
Tell Laura I love her. Ngay cả cái tựa đề, thưa chú Nông Lộc, ngay cả cái tựa đề Tell Laura I love her nó không hoàn toàn gì nó dính dáng đến Trung Vương, Trung Cửa Mùa Thu, mà nếu mà chúng ta đi sâu vào nữa thì cái nội dung nó cũng hoàn toàn nó khác nhau. Nhưng mà tại sao chú lại có một cái tạm xuất mà chú dịch một cái bài rồi cái nội dung? Không phải là dịch, chứ viết lời. Dạ, không phải là dịch. Viết lời Việt. Thí dụ như là bài Mây Lang Thang vậy hả? Cái tên của nó là The Cowboy Work Is Never Done. Nó không có liên quan gì. Tức là với lại ở bên Việt Nam mà mình nói cái công việc của anh chàng cowboy không bao giờ hết cả thì who care. Thế tự nhiên sao nó cảm hứng, sao tôi lại viết cho một cái cô bạn tên là cô Lãng Vân. Thì là một vân là mây mà lãng như là bay lãng đãng, thành ra là mây lang thang. Lang thang là cái tựa đề nó có ngay lập. Và thậm chí khi tôi viết bài đó xong rồi tôi buồn cười nhất là vào khoảng thập niên 80 đó, là thập niên mà người ta làm những nhạc medley đó, thì anh Trung Hành, cô Ngọc Lan và cô Kiều Nga hát cái bài Mây Lang Thang này ở bên Hồng Kông đó. Mấy ông Hồng Kông ông lại thích cái bài này, ông lại dịch sang tiếng Anh với chứ. Ông lấy cái bài nguyên thủy là tiếng Anh, không nguyên văn. Cái bài Mây Lang Thang ông lấy tên là Wonder Cloud. Cái tôi bảo chết cha, cái này bảo anh chàng và anh chàng viết nhạc của anh chàng cowboy mà Never Done, mà anh biết là giết luôn cả hai đứa đó. Có những cái câu chuyện vui vui bên cạnh. Tại vì khi mà cháu tìm hiểu thêm thì những cái nhạc dịch chú, cháu cũng biết là trước 75 khi chú ở Việt Nam thì chú hoàn toàn không có sáng tác, nhưng mà chú là chuyên viết lời Việt những cái nhạc ngoại quốc. Và cũng từ đó mà những cái bài nhạc dịch của chú, những cái bài nhạc chú giống như là Mùa Thu Lá Mai, không ai nghĩ rằng là một cái bài đó mà do chú Nam Lộc là người đã viết lời Việt. Cho tới khi mà chúng cháu thực hiện một cái chương trình vinh danh nhạc sĩ Nam Lộc, tìm hiểu sâu hơn thì cháu bản thân cháu mới biết được cái Mây Lang Thang tác giả người Việt đó là nhạc sĩ Nam Lộc. Và đã đưa tới những từ cái những cái nhạc nhiên này tới những cái nhạc nhiên khác, không phải cho cháu không. Mà trong cái cơ hội ngày hôm nay thì chắc chắn là quý khán giả của Vietfay TV chúng ta cũng đã nghe được những cái câu chuyện rất là lý thú của nhạc sĩ Nam Lộc qua những cái bài hát từ lúc từ thời trong nước. Giống như mà em đã nói từ đầu, nếu mà chị muốn khai thác chú Nam Lộc chắc chắn là không thể một cái buổi nói chuyện ngắn ngày hôm nay mà chúng ta có thể biết được hết. Bởi vì chú nhớ là những cái cơ hội mà chú cháu mình ngồi với nhau, thật sự ra những cái câu chuyện của chú mình, nếu mà quý vị, cháu tin rằng tất cả quý vị đang ở nhà coi TV thì bảo đảm là rất rất là muốn được nghe thêm nữa. Bởi vì những câu chuyện nó quá thật và nó rất là lôi cuốn, và nhất là cái cách kể chuyện của chú Nam Lộc nữa, nó rất là lôi cuốn. Và thưa chú, thì nếu mà chị Kim Hoàng muốn khai thác chú thì cháu chắc chắn là lần sau chú qua thì chú đừng có cho chúng cháu biết chú ở đâu, là bởi vì chắc chắn là quý vị khán giả là không, sẽ muốn được gặp chú không nữa. Không phải, Kala nói vậy cũng không đúng. Thực sự là bây giờ, hôm trước anh Lư Dân có dùng cái chữ rất là hay là vào cái tuổi hoàng hôn cuộc đời những người như tôi đó. Đúng như vậy. Cháu nghĩ là cái tuổi này là cái tuổi bắt đầu đó chứ. Cháu thấy chú là cái tuổi bắt đầu. Beginning of the end. Okay. Bắt đầu của một cái last chapter trong đời mình. Thì đã không có gì thú vị bằng được chia sẻ câu chuyện của mình, suy nghĩ, ý nghĩ của mình đối với những người khác, nhất là những người mà lại chịu nghe. Tôi thì tôi gọi là MC mà thì lắm chuyện lắm. Ông MC nào cũng thế. Chị có thấy là em mới gài cái là dính không? Nhưng mà tôi chỉ xin yêu cầu là khi mà sang Hoa Kỳ đó thì tôi cũng vẫn viết lời Việt, nhưng mà tôi dịch. Khi sang Hoa Kỳ thì tôi dịch để tôi trung thành ý tưởng của tác giả, cho nên những cái bài hát ở trên Asia đều là những bài tôi dịch. Cháu được biết là hồi tháng 6 năm ngoái thì phải không chú? Là chú là được về hưu là hồi tháng 6 hay là tháng 7? Tháng 10. Tháng 10. Tôi muốn xin tháng 6 không? Nhưng mà họ kéo lại đến tháng 10. Dạ vâng. Dạ vâng, thì thưa chú là lúc mà cháu bởi vì cháu nhớ trong đầu là chú có nói với cháu là tháng 6 là chú sẽ được về hưu, và cháu nghĩ rằng là cái cuộc đời của chú đã cống hiến cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta quá là nhiều. Nhất là những cái câu chuyện mà chú kể cho cháu nghe, chú đã giúp rất là nhiều đồng bào của chúng ta được sang hải ngoại. Thì chú có thể chia sẻ một chút xíu về những cái câu chuyện đó cho khán giả của Úc Châu chúng ta biết. Bởi vì cháu tin chắc rằng khán giả rất là được muốn biết những cái mà chú đã giúp cho những cái đồng hương của chúng ta được qua bên hải ngoại. Dạ vâng, thực sự tôi nghĩ rằng đây cũng là do sự sắp đặt của Thượng Đế. Vì khi ở trong trại tị nạn đó, tôi là một người vẫn yêu thích làm việc xã hội từ khi còn rất trẻ. Và trong cái buổi nói chuyện kỳ trước, tôi với anh Lê Dân có nói là ngay cả khi mà hoạt động nhạc trẻ, tôi vẫn muốn hướng vào một cái điều hướng thiện mà làm xã hội, chứ không chỉ muốn làm
gọi là văn nghệ, hay là vụ lợi, vụ lợi, nhất là văn nghệ. Văn nghệ thì tôi không hiểu, tôi tin là văn nghệ là vụ lợi, văn nghệ là phục vụ tha nhân con người. Cho nên khi mà Việt Nam tụi tôi tổ chức đại hội nhạc trẻ đó, khán giả 20-30 ngàn người, tiền nó lên khủng khiếp mà tôi không biết làm gì, không biết tiền để làm gì nữa mà. Không, không biết tới đó mình còn quá trẻ, mình không biết. Mình chưa có một cái tính toán, một cái gì, không nghĩ rằng cái thành công nó quá lớn như vậy. Cho nên mình chưa tôi, có những cái kế hoạch đúng vậy. Cho nên khi mà tôi chia sẻ với các anh bên Tổng cục Lý Chiến, ông tôi còn nhớ là Thiếu tá Phạm Huấn, rồi ông Hà Huyền Chi là những người làm việc trong đó, thì họ đều welcome là sẽ giúp tôi để tổ chức, để giúp cho Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ. Thì ngay sang Hoa Kỳ cũng vậy. Thế nhưng mà vì thế cho nên tôi nghĩ rằng những cái sự may mắn đó của mình là do sự sắp đặt của Thượng Đế cho tôi cái tính tôi thích làm xã hội. Thì khi mà vào trong trại Pendleton á, thì cả gia đình tôi hôm nọ có nói chuyện với cháu đó, là cả nhà tôi 12 người thì 11 người có đầy đủ giấy tờ để lên đường đi định cư, vì em tôi làm cho tòa đại sứ Mỹ. Có mình tôi là quân nhân thì không đi được. Nhưng mà vào the last minute á, có mình tôi đi được, 11 người kẹt lại. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh đó cho nên vào trong trại tị nạn, tôi không muốn rời trại. Mà muốn rời, không muốn rời trại thì tôi phải tình nguyện tôi làm việc để tôi được ở trại cho đến khi trại đóng cửa, để nghĩ là mình sẽ gặp gia đình mình. Ai dè gia đình mình kẹt lại hết. Thì khi mà vì ở lại cho đến ngày đóng cửa đó, thì họ mới bảo chết cha, bây giờ thằng này nó đi đâu. Thế là họ lo giấy tờ cho tôi ra ngoài rồi đưa cho tôi làm việc. Tôi không ngờ cái công việc nó thôi thúc mình, nó thúc đẩy mình tới một cái công việc như ngày mà lại đúng cái công việc là về vấn đề định cư và di trú. Và tôi không ngờ chỉ vì cái hoàn cảnh nó đưa đẩy mà mình làm việc hơn 40 năm. Và cũng đã là một cái người Việt Nam, và một cái chức vụ. Không, nhưng mà khi mà ở trong đó rồi đó, thì tôi có cơ hội để mà giúp gia đình tôi trốn khỏi Việt Nam. 11 người từng chuyến một, cha mẹ tôi, anh chị em tôi, từng chuyến tất cả những cái gian khổ nhất của những người tị nạn, gia đình tôi đều trải qua. Những bài hát, đặc biệt là cái bài mà Xin Đời Một Nụ Cười đó, là tôi viết phản ảnh cho cả gia đình tôi. Năm 75 khi mà bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối là tôi. Lúc mà Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời là tôi. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tăm tối như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời là hai đứa em gái tôi. Đi bộ, đi bằng đường rừng, đi qua đến Campuchia vì bị bỏ lại. Các em nó lết từ Campuchia qua đến Thái Lan. Người nó không còn... quần áo nó bị rách dưới hết, người nó sưng, chân hư, hôi thôi. Thì tôi bảo, thôi tụi bay vẫn còn may, chứ không thôi Khmer Rouge, tao thấy nó rape người ta. Nó bảo, trời ơi, nó tới nó gặp tụi con, tụi em á, là nó chạy hết, nó hôi thối quá, người nó kinh tởm quá. Tôi mới nói là, tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm, đôi cánh dã rời. Tại vì không có quần áo mà, lấy u sầu che giấu tả tơi. Không còn gì để mà che cái bộ phận thân thể mình nữa, chỉ dùng cái u sầu. Thế rồi đến cuối cùng tôi biết bước đi, tôi trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đáy mồ, là những đứa em tôi vượt bên bằng thuyền. Và có lẽ là không có một người thuyền nhân nào mà lại trôi giạt đến Kuwait. Hai cậu em tôi đến cái xứ sở mà chỉ có lẽ là đây là cái nhóm duy nhất 7 người, trong đó có hai tôi đến Kuwait. Rồi tôi phải lo từ Kuwait qua bên Greece, qua Hy Lạp. Nghĩa là nói tóm lại tất cả những cái gì gian truân nhất đều có trong đời. Vì thế cho nên tôi mới nghĩ là mình đã lo được cho gia đình mình thì mình cần phải lo những người bất hạnh khác. Vì cho nên đó là lý do mà tôi luôn luôn vận động và tranh đấu là cho sau đó để diện HO, tức là những người tù nhân chính trị, rồi con cái của HO, rồi chương trình đồng bào chúng ta ở Philippines bị bỏ lại. Rồi gần đây nhất là những đồng bào chúng ta ở bên Thái Lan cũng cả mấy chục năm nay. Tôi nghĩ là mình có bổn phận. Mình may mắn mình được làm công việc này. Thượng Đế trao cho mình công việc này là để bổn phận mình phải làm những việc đó. Thế thôi. Thì tôi chỉ nghĩ rằng thế. Như vậy thì thôi. Trước khi mà chú về hưu vào tháng 10 năm 2015 thì nó còn có những cái gian dở gì, những cái hoàn cảnh nào mà chú chưa có kịp hoàn tất khi mà chú rời bỏ cái nhiệm sở của chú tại... Còn là khoảng 80 người Việt tại Thái Lan mà chúng tôi đang tranh đấu và bên Canada họ đã nhận. Thì đấy là những người cần, như là những người cuối cùng. Thực sự ở bên Thái Lan, bên Mã Lai bây giờ
lại có nhiều người tị nạn Việt Nam, tức là những người ở trong nước đi ra ngoài làm và họ trốn lại. Nhưng họ không phải thuộc cái nhóm thuyền nhân mà trước đây đã bị bỏ lại. Chỉ có những người 2.000 người phiêu lật tân thì đã xong rồi, và những mấy trăm người bên Thái. Và bây giờ là 80 người là cái nhóm cuối cùng. Cuối cùng. Chú nghĩ rằng là thủ tục giấy tờ, tất cả hồ sơ sẽ hoàn thành sớm. Tôi không nghĩ có gì trở ngại. Nhưng mà hiện giờ những cái mà hoài bão mà tôi lại đang tiếp tục, đó là việc tranh đấu và mở lại cái chương trình định cư HO, tức là chương trình cho những người tù nhân cải tạo, để giúp đỡ cho một số các sĩ quan thương phê binh vẫn còn ở Việt Nam. Những người thương phê binh đó dĩ nhiên là Việt Nam. Tại sao lại tranh đấu cho người thương phê binh đó, và tại sao lại sĩ quan, mà tại sao lại không toàn thể thương phê binh? Là tại vì tôi không nghĩ nước Mỹ họ sẽ đem những người thương phê binh Việt Nam qua, tại vì họ không có đủ tiền để mà chi phí những người, họ là những người không còn làm việc được nữa. Cho nên nếu mà đem qua thì rõ ràng phải nuôi họ. Mà nuôi một người lớn tuổi như vậy, về cái vấn đề mà chi phí, không những đời sống mà còn vấn đề y tế nó rất cao. Nhưng những người sĩ quan thương phê binh đó, nó có cái lý do để cho chúng tôi tranh đấu, là bởi vì khi mà Việt Cộng vào thì họ lừa dối những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa để đi gọi là đi học tập cải tạo vài ngày. Nhưng sau cùng thì hầu hết những người từ chức vụ thiếu úy trở lên đều bị bắt giam ở trong trại cải đó, gọi là một thứ tù giam chứ chẳng phải cải tạo gì. Thì những người nào ở trong trại mà trên 3 năm thì Mỹ cho định cư theo diện HO, thì vào khoảng 100.000 người đã được đi, cả gia đình con cái họ. Trong khi đó những người sĩ quan thương phê binh này đó, thì Cộng sản nó biết là vì thương phê binh cho nên không có gọi là làm loạn được, và nó kiểm soát cho nên không bắt đi học tập. Cho nên không có một cái cơ hội để định cư ở Hoa Kỳ. Không có đi học tập thì không có cơ hội được đi định cư. Rồi thêm nữa họ lại thành phần thiệt thòi, là bởi vì những người đó là những người bị tàn phế, cho nên họ vượt biên cũng được, không ai muốn họ đi theo. Tại vì đi đứng không được. Thành ra đó là những người bất hạnh. Cho nên tụi tôi tranh đấu. Cho nên hiện giờ là một trong những cái chương trình mà tôi đang tranh đấu và vận động là chương trình đó. À, hình như là cái chương trình đó chú vẫn đang đem vận động tới cả cộng đồng người Việt tại Úc Châu, phải không thưa chú? Dạ không, bên Úc Châu thì chúng ta sẽ không có cái chương trình, tại vì cái chương trình đó nó có tính cách là nó tiếp tục, nó mở lại chương trình định cư ở bên Mỹ. Dạ vâng. Còn ở bên Úc Châu thì chúng tôi chỉ vận động để chúng ta giúp đỡ họ về tiền bạc thôi. Về tài chính thôi. Đây là những cái ngày thực sự các thương phê binh bây giờ thì cô cũng biết là average cái tuổi họ, từng người trẻ nhất là 60, nhưng mà đã là sĩ quan thì phải khoảng từ 65 trở lên, 65 70 tuổi rồi, cũng lớn tuổi, cho nên họ cũng còn không còn sống được bao nhiêu lâu, cho nên chúng ta đừng quên họ. Thì đấy là những cái mà tôi vận động về vấn đề tiền bạc. Nhưng mà định cư đó là đem sang có diện tị nạn đó, thì có thể tập trung trong số vào khoảng, hiện giờ chúng tôi có danh sách chừng khoảng 580 người sĩ quan thương phê binh mà chúng ta đã nộp lên cho Quốc hội Hoa Kỳ. Dạ vâng. Rất là hy vọng những cái dự án này của chú Nam Lộc sẽ được một cái sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, để mà có thể là một phần nào đó trong số 580 người mà chú nói có thể được định cư tại Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Riêng tại Úc Châu và trong cái phạm vi gõ hẹp của Vietfay TV, Kim Hoàng cũng sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những cái công việc gì mà chú Nam Lộc đứng ra làm, hy vọng rằng có thể góp một bàn tay để mà đem tới một cái lợi ích gì đó cho những người còn đang bị thiệt thòi, vẫn còn sinh sống tại Việt Nam. Và trước thêm năm mới thì chắc là chúng ta cũng phải, trước khi chấm dứt thì Kim Hoàng nghĩ rằng chắc cũng phải gửi lời chúc các khán giả trong cái nhân dịp đầu xuân. Thì kính lão đắc thọ, thì Kim Hoàng và Caroline phải nhường cho chú Nam Lộc để mà gửi lời chúc Tết tới quý vị khán giả chứ. Rất là cảm ơn Kim Hoàng, và thưa quý vị, tôi được hai em cho biết là chương trình này sẽ được phát hình vào trong những ngày đầu xuân. Vì thế cho nên rất là hân hạnh được có cơ hội để gửi lời chúc năm mới đến toàn thể quý vị đồng hương chúng ta tại Úc Châu. Một năm mới thật là may mắn, phát tài, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc gia đình, và đừng quên những người bất hạnh hơn chúng ta. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong sẽ có cơ hội được trở lại để hầu chuyện với quý vị trong một dịp khác. Nếu mà
mà chị nói kính lão đắc thọ thì em phải nhường chị trước. Vâng, kính thưa quý vị và thưa chú Nông Lộc, Kim Hoàng cũng kính chúc chú Nông Lộc sẽ có một cái mùa xuân quấn thân tại Úc Châu và cũng như tại Hoa Kỳ, những cái ngày thật là hạnh phúc trong dịp đầu năm, cũng như là có thật nhiều sức khỏe để mà có thể đủ thực hiện những cái hoài bão còn đang dang dở của chú. Và kính thưa quý vị, Kim Hoàng cũng xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc. Vâng, và thưa chị Kim Hoàng cũng như chú Nông Lộc, ngày hôm nay thưa quý vị, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chắc chắn là đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều kỷ niệm, cũng như chúng ta đã được biết thêm rất là nhiều về đời tư cũng như những cái tâm tình của nhạc sĩ Nam Lộc. Và ngày hôm nay thì cho Khao Lai Phượng xin được chúc chú được nhiều sức khỏe và hy vọng là những dự án tương lai của chú chắc chắn là chúng cháu nói riêng và cộng đồng người Việt của chúng ta sẽ đồng hành cùng chú. Và một lần nữa Khao Lai Phượng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.